Trên cái xe quá đẹp luôn nha, rộng quá đẹp quá luôn. Dạ đây là và đoàn chúng tôi bắt đầu khởi hành đi đến chùa, một ngôi chùa rất đẹp nằm ở trên một cái dòng sông. Cái chùa đó có tên là gì ạ? Không biết có tên gì chùa. Bạc Nám, Bạc Nám Sĩ Cha Lên. Thái bay quét Bạc Nam trước lên rồi nè, đó bay quét cháu om còn đó là tiếng Thái đó các bạn. Ở Thái cũng kẹt xe dữ lắm các bạn, cũng giống như Sài Gòn vậy đó. À, hôm nay thì còn nhìn thấy mấy cái xe máy ấy nha. Chế cái đường nó bay nó đây là cái chiều rồi nha, mình phải check out bây giờ chứ. Lấy cái này mà giờ mình ở đây luôn. Đã đi đến được cổng chùa rồi và bây giờ đang tiến vào phía bên trong. Đây cô gái mong ước được đi tới đây để gặp Đức Phật. Hôm nay cô đã được tọa nguyện rồi. Ai đi đã. Dạ đẹp quá. Lần đầu tiên Mỹ Vân được đến một ngôi chùa nó đẹp như vậy các bạn. Một chút nữa mình sẽ đi ra ngoài để ngắm Đức Phật với một cái bức tượng bự như thế này. Mỹ Vân thấy mọi người đi vào khu vực này để mua hoa rồi dâng lễ cúng Phật thì mình cũng bắt chước đi theo đi ha, tại vì mình đi vào đây thì mình cũng tỏ lòng tôn kính. Trước đây là cái nguồn gốc như thế nào ạ?
Còn mộng ở trên đó để dạ. để của thầy trụ trì xưa là nổi tiếng ở nước à, Thái. Dạ. Đầu ếch Bạc Nám đây là nổi tiếng về. À, cái bức tượng đây là ông thầy trụ trì của ngôi chùa này ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu để xem xác của thầy trụ trì vẫn còn nằm ở phía trên lầu các bạn, được tẩm ướt đàng hoàng luôn. Bây giờ mình lên mình coi nhé. Mình đi lên lầu để xem cốt của thầy nằm ở trên này, thầy trụ trì. Tượng được bức như thật luôn ạ. Chị Vân có nghe nói là đây là thầy trụ trì, thầy mặc áo vàng và cốt của thầy vẫn còn nằm ở trong hòm ở phía trên cao kia. Đây là khu vực chánh điện. Cốt của thầy đây nằm ở trên hòm ở trên này. Vân thấy cái chùa này đẹp quá, đi Thái thì nó giáp bằng vàng hết luôn, so beautiful. Một chút nữa mình sẽ đi ra ngoài ngắm bức tượng Phật bự ở ngoài kia. Ở trong này có tượng Phật lớn, để mình đi vào xem nhé. Năm nay Mỹ Vân có duyên đi nhiều chùa quá, từ chùa Tây Trúc gặp thầy Pháp Hòa, rồi bây giờ đi sang Thái, rồi đi chơi đi du lịch rồi, rồi đi theo mọi người trong đoàn đi tới chùa. Vậy là có duyên. Mỹ Vân đang đi ngơ ngơ ra cái khúc này, bảo ủa cái gì người ta chụp hình nhiều quá. Và các bạn nhìn xem đây ạ. Trời ơi, một cái bức tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bự lắm luôn ạ.
vẫn giữ lâu một chút để cho các bạn ngắm Đức Phật. Các bạn nhìn thấy ạ, quá đẹp luôn. Mấy mâm con vừa mới ở trong chùa đi ra và đã kết thúc một cuộc hành trình nhỉ. Sáng nay đi chùa rất là đẹp em ơi. Mình đi chùa mình cảm thấy quá có duyên em ha. Buồn. Duy nhất là em nha. Dạ. Em nói lại con đi. Hôm nay là đúng là thật sự là đến được gặp được Đức Phật á, là Milan cảm thấy là thật sự quá là toại nguyện. Tại vì cái chuyến đi này á, là xuất phát từ cái niềm mong ước đến được ngôi chùa này, gặp được Đức Phật này là từ Ami. Rồi Ami mới rủ mọi người, rủ các chị em, mà không ngờ là các chị em có thể sắp xếp được đi cùng với Ami lên tới đây. Và ngày hôm nay là đến được dưới đài của Đức Phật là cảm thấy là vô cùng là toại nguyện và thỏa mãn rồi. Bây giờ đi về cũng được nè, nhưng mà không được, phải đi chơi nữa. Mọi người sau khi đi chùa ra thì mong thấy thế nào ạ? Thì là tới cái chùa đi ra là thấy cái tâm nó được thanh thản. Dạ. Tôi những gì mình muốn, những gì mình xin thì mình đã xin rồi. Chỉ cần hy vọng là Đức Phật sẽ giúp cho, lại cho công việc mình được sung sẻ. Như đây thì cũng là một cái cơ duyên đó, không nghĩ tới nhưng mà vẫn được đi tới. Ok. Em sao? Dạ thì em được đi đến đất nước Thái Lan này thì em cảm thấy rất là chung là rất là vui. Và ở đây có nhiều cái công trình kiến trúc, đặc biệt là chùa đây nổi tiếng á. Thì em thấy rất là thích. Nói chung là thực sự là cảm thấy rất là hạnh phúc khi tự nhiên mình có duyên được đến nơi này. Chứ chưa bao giờ tự nhiên cho có 2 ngày chị gọi cái là lên đường luôn, đúng dạ, không? Dạ. Cảm ơn chị Vân và cái kênh YouTube của chị á, đã mang vợ chồng tụi em và cũng như là các chị em và kết nối mọi người đến với tất cả mọi người ở trên thế giới luôn. Rồi em xin chân thành cảm ơn ạ. Ok, Mỹ Vân cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi đến kênh Mỹ Vân Canada. Cái chương trình ở Thái thì cũng còn nhiều nữa, nhưng mỗi một ngày Mỹ Vân quay từng đoạn một. Thì mong là cùng các bạn đón nhận cái kênh này của Mỹ Vân cũng như là các anh chị em đi cùng trong đoàn tour Thái Lan trip lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Thank you, bye.